Mời vào. Dạ. Dạ dạ em xin lỗi gì dạ. Dạ em là Dũng, mới hẹn gì chị á. Em đến tuyển vị trí nhân viên marketing à? Dạ. Được rồi. Theo như hồ sơ á thì em nói rằng là em mới tốt nghiệp đại học được 3 tháng. Dạ. Vậy em đã từng làm ở đâu chưa? Dạ dạ chưa gì. Vậy điểm mạnh của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em biết trước biết sau gì, và em có thể là thống kê cái công việc của mình lại để cho nó trôi chảy vậy. Dạ. Em còn có cái nào nổi bật hơn nữa không? Dạ em chưa đi làm nên em cũng không biết nữa vậy. Vậy còn điểm yếu? Điểm yếu em cũng vậy luôn, em chưa đi làm nên em cũng không biết. Ê, tao đang bận nha. Dạ, em xin lỗi chị. Dạ. Mình tiếp tục ha. Dạ. Tại sao em lại xin vào công ty mình vậy? Dạ tại vì em biết công ty của mình á nổi tiếng, và em nghĩ là đây sẽ là một cơ hội để em phát triển cái nghề nghiệp của mình, và một cái nơi để mình học hỏi nó gì. Em không biết thông tin về công ty của mình nữa hay không, ví dụ như là những cái nhãn hàng chẳng hạn. Dạ dạ không, em chỉ biết công ty mình nổi tiếng rồi. Thôi được rồi, chị đã biết khả năng của em rồi. Chị sẽ liên lạc với em sau ha. Dạ. Bây giờ em có thể về. Dạ dạ em cảm ơn chị. Dạ chị em về. Dạ chị em về.